Chào các bạn, bây giờ là rạng sáng của ngày thứ tư 15 tháng 5 năm 2024, tức là ngày mùng 8 tháng 4 năm Giáp Thìn. Thì đợt này mình bẻ khá nhiều vải, cho nên mình phải bẻ sớm các bạn ạ. Đây là vải u trứng trắng nhé. U trứng trắng đây, khá là chín rồi. Thì u trứng trắng mấy hôm nay mình quay liền u trứng trắng, hôm nay mình chuyển sang lấy u hồng. Thì ở đây là cái cây mình thường xuyên quay, thì hôm nay mình quay để cập nhật lại quả vải u hồng khi mình thu hoạch. Tất nhiên bây giờ nó chưa chín được lắm, nhưng mà nhu cầu của khách lấy đặt cho nên mình lấy. Thì các bạn quan sát quả của nó xong mình kiểm tra chất lượng quả nhé. Chất lượng quả cũng như mình cân đo đong đếm thử các bạn, anh em các bạn xem xét. Đây. Đấy, chất lượng quả. Đây, bây giờ mình kiểm tra ngẫu nhiên một chùm này đi. Kiểm tra bao nhiêu quả là cân chẳng hạn. Đấy. Đây, mình để cái thang ở đây. Cân đi nhá. Đấy, kiểm tra xem bao nhiêu quả một cân. Một cân nữa chỗ này. Đấy, cho xuống một tỷ. Hai quả. Cái này lại vướng cỏ chứ. Hai quả, sáu quả, bảy quả, tám quả. Cây này nó lác đác cho nó quả một. Chín, mười. Ui, rồi. Mười một, mười hai. Đây, chùm khá to. Bốn quả, mười sáu. Mười sáu đây là thành 21 quả nhé. Đây, năm quả đi, 21 quả. Cô bé Thanh Hà năm ngoái mình 24 quả được một cân cơ mà. Nó chưa căng các bạn ạ. 21 quả này. 24 quả này. Thanh Hà năm ngoái một cân 24 quả được một cân mà. Đây 24 quả nhé. Chính tỏ nó chưa căng bằng Thanh Hà năm ngoái. Chưa to bằng Thanh Hà. 24 quả. Ôi mình không dùng cái đĩa, rất cần dùng cái đĩa tốt quá. Ôi 24 quả chưa được một cân à, nhẹ nhở. Đây tiếp 24 quả này, đây là thành 3 quả, 27 quả. Chính tỏ là nó chưa căng. Ôi một quả rơi rồi. Ôi thật vẫn lẫn trên đấy. 27 rồi. 30 quả đi, đây nhá, 30 quả nhá. Tức là vải nó chưa được căng. Ôi vẫn 30 quả một cân các bạn ạ. Hơi nhẹ. Thì chính tỏ là vải này nó chưa căng. Đây. Nó chưa căng. Đấy, nó chưa căng. 30 quả một cân là hơi nhẹ. Bởi vì mình bán sớm. Vậy là cái giai đoạn này là mình đầu vụ thì mình bán thôi, chứ còn các bạn nên để 3 4 hôm 5 hôm nữa cho nó căng thêm một chút. Thì như này cũng là khá to các bạn ạ. Đấy, khá to rồi. Nhưng nên để một thời gian nữa. Đấy. Đây, các bạn quan sát một số những quả khác còn khá xanh. Đấy. Trắng và sáng. Đấy, trắng và sáng. Thì năm nay cái chỗ này nó to, khá to. Và quả khá đều. Và chín sớm. Thì mình chia sẻ với anh em và các bạn là chỗ này mình dâm cây cảnh nhé. Mình vừa chuyển một số cây cảnh ra đây. Trên dâm, mình thường xuyên tưới giữ ẩm. Thì đây cũng là một trong những cái tác động giúp cho cây vải quả to và chín sớm. Để chia sẻ anh em các bạn tham khảo. Thôi mình đang bận làm vải cho nên mình không nói nữa. Mình dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn xem video nhé.